cuộc sống biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh, đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Xuất phát điểm khó khăn, nhưng chị không đầu hàng. Với ý chí của mình, chị đã mạnh mẽ để vượt qua rất nhiều nghịch cảnh và để có mặt tại khoảnh khắc này để chia sẻ chúng ta những khoảnh khắc riêng của cuộc đời chị. Không biết chị sẽ mang đến khoảnh khắc gì? Xin mời. Hôm nay Ngọc Hoang đến đây để chia sẻ khoảnh khắc xây dựng lại sự nghiệp và muốn tạo động lực cho tất cả các chị em phụ nữ à. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón doanh nhân Hoa hậu Ngọc Hoang. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc đời. Và giây phút này chúng ta sẽ gặp Hoa hậu doanh nhân Ngọc Hoan ạ. Xin chào chị. Dạ, em chào anh. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, chị nhớ về điều gì ạ? Hình như đây là giây phút chị đăng quang. Giây phút em đăng quang thì em cũng không biết cảm xúc như thế nào. Tại vì cái khoảnh khắc đó thì cũng không quá nổi bật đối với em. Dạ. Nhưng mà giờ nhìn lại thì chị có cảm xúc gì với cái khoảnh khắc đó? Em cảm thấy là mình khá là mạnh mẽ và điều gì em muốn là em sẽ làm được. Vinh có cảm nhận từ khi chị bước vào set quay này, chị là một người rất là mạnh mẽ và thẳng thắn ạ. Khi mà em làm cái gì em luôn tin rằng là mình sẽ làm được và sẽ làm rất tốt. Cá tính này nó có từ lần nhỏ hay là trong quá trình mình va đập với xã hội rồi chị thay đổi ạ? Dạ, hầu như là em đã có từ nhỏ rồi. Khi mà 10 tuổi là em đã biết là lập kế hoạch để kiếm tiền rồi. Chị sinh ra ở đâu ạ? Dạ, em sinh ra ở Bình Thuận. Và em sinh ra trong một gia đình có 8 chị em. Khi 10 tuổi thì em mới bắt đầu đi học lớp 1. Như là nhà quá nhiều anh chị em đông anh, thì mình cũng không có được đủ đầy, cũng không có tiền. Nếu như mà chị của em nghỉ thì em mới được đi học. Mà khi mà em nghỉ thì em của em mới được đi học. Và cứ như vậy thì em học tới năm lớp 5, mới học kỳ 1 thôi là em đã phải nghỉ học. Nghỉ học không phải là vì em không muốn học. Khi mà em lên lớp 5 á, là em đã biết ý thức rồi. Vào cái ngày thứ 6 hàng tuần em phải đi lên bảng vì lý do là tại sao mẹ đến giờ này mà còn không đóng tiền học cho nhà trường. Thì em mắc cỡ quá nên em mới nghỉ học. Khi mà em nghỉ học rồi á, thì em đi làm kiếm tiền. Mỗi năm á, thì em được về nhà có một lần thôi. Tại vì khi mà ba em chở em xuống cái chỗ làm á, là ba em phải lấy cái tiền lương của em có một năm. Thì khi mà em làm hết cái một năm đó thì em mới được về nhà. Và khi mà em về tới nhà, em chỉ được nấu ăn cho những đứa em của em, rồi em phải đi lại. Nên từ nhỏ em rất sợ cái nghèo. Vân rất là chia sẻ với câu chuyện của chị Ngọc Hoan ạ. Và Vân biết tại sao chị lại có một cái sự mạnh mẽ từ nhỏ đến như thế. Và cũng vì thế mà em đã yêu từ rất sớm. 17 tuổi em đã là mẹ. Và khi mà em chia tay mối tình đầu á, anh ấy nói với em là tại vì mình không môn đăng hộ đối. Khi mà chia tay mối tình đầu á, thì em gặp ba con mấy đứa nhỏ hiện tại, là anh đồng cảm với em. Anh nói cũng vì chữ nghèo mà vợ anh bỏ anh đi theo người khác. Lúc đó em đồng cảm và em nghĩ là đây là người đàn ông của đời mình. Và em trở thành một người mạnh mẽ từ đó. Điều mà em nhận được làm em buồn nhất là em gái của anh nói cho em biết là vợ của anh bỏ đi không có phải vì anh nghèo, mà là tại vì anh ham chơi nên người ta phải đi làm. Và cũng là câu nói này làm em đau nhất khi mình ở với nhau 10 năm. Cái ngày đó tụi em ly hôn. Ly hôn là em phát hiện là anh có một người khác. Em là đi làm để em kiếm tiền, để em lo cho gia đình. Vì em rất sợ cái nghèo, em rất sợ cái sự thiếu thốn. Rõ ràng là có những cái sự biến động của Ngọc Hoan mà chúng ta thấy được rằng cô ấy càng phải mạnh mẽ để che chở cho bản thân mình. Nhưng mà anh nhớ ở thời điểm đó như em 27 tuổi thì phải. Em 27 Đã trải qua 2 lần sóng gió. Nhưng niềm tin vào cuộc sống và nghị lực và sự cố gắng thì lúc nào cũng có hết. Dạ đúng. Bây giờ mới là lúc mà mọi người cần cái sức mạnh của em để thấy được là một người phụ nữ trải qua những cái biến cố như thế, họ đã đứng lên như thế nào. Cái năm 27 tuổi là bắt đầu em ly hôn thì cái mục tiêu của em, mục tiêu duy nhất là em làm thế nào để em kiếm được nhiều tiền. Và khi em có tiền á, thì em mới có thể lo được cho cha mẹ em và con của em.
Nên là em, cái mục tiêu của em là lúc nào cũng phải lao đầu vào để kiếm tiền. Thì 2 năm đó, từ năm 2016 cho tới năm 2018 là em hầu như là một ngày em chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ thôi. Và như vậy là có 2 năm liên tục. Thì khi mà em mà thành công á, thì cũng không phủ nhận được là có nhiều sự trợ giúp. Cái trợ giúp thứ nhất á, là cái tinh thần. Sát nhà em á, cũng có một người anh hoàn cảnh cũng giống em lắm, nhưng mà hiện tại ảnh đang rất thành công và em nhìn vào anh đó làm được, chắc chắn mình cũng phải làm được. Và có một cái câu nói, bạn nghèo không phải lỗi tại hoàn cảnh, đó là lỗi tại bạn. Mà câu đó đó làm thôi thúc em, làm em thay đổi. Và em vùng dậy từ đó. Và có một cái động lực nữa là em muốn chia sẻ tới cái giới trẻ, là khi mà bạn đi khởi nghiệp, bạn không cần quan tâm mức lương của bạn là bao nhiêu, nhưng mà mục tiêu là phải nhắm vào cái người chủ đó như thế nào. Nếu như mà một người chủ người ta có tài, người ta có đức, thì mình đi theo cái người đó, thế nào mình cũng học hỏi được những cái điều của người đó làm. Và hiện tại và em đã làm được. Cái người chủ của em rất là tốt, họ không cho em tiền nhưng họ cho em một cái con đường và một cái ý chí và một cái mục tiêu để em thành công. Em rất là cảm ơn. Cảm ơn Ngọc Hoa rất là nhiều. Bởi vì rất là thẳng thắn để chia sẻ. Có những người sẽ không nói lên cái nỗi đau của mình, họ rất là ngại. Mà đây là Ngọc Hoa đã chia sẻ trực diện cả cái sự thất bại của mình trong tình yêu, nhưng mà đoạn đường sau này đã quay trở lại một cách mạnh mẽ. Trong một lần Vân có đọc, Ngọc Hoa có chia sẻ một câu mà Vân rất là nhớ: người phụ nữ đẹp chưa chắc có trí tuệ, nhưng người phụ nữ có trí tuệ chắc chắn sẽ biết cách trở nên xinh đẹp. Dạ đúng rồi. Và em có một cái thông điệp nữa là cái cuộc sống của em xoay quanh rất là nhiều chữ T. Đó là cái chữ thân, tâm, tuệ, tín. Nếu như mà yếu tố mà tạo nên em trở thành một người phụ nữ ngày hôm nay là phải đủ yếu tố của bốn chữ T. Thân là lúc nào mình cũng phải đẹp, tâm lúc nào cũng phải là tâm phải an, tâm phải tốt, tâm phải thiện, thì những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Còn chữ tuệ là cho dù lúc nhỏ em không được đi học nhiều, nhưng mà sau này em có điều kiện em đã học bổ túc. Những cái điều mà em học được á, giúp em rất là nhiều trong cuộc sống. Và một điều cuối cùng nữa là chữ tín. Cho dù em nghèo nhưng mà cái chữ tín của em nói được là sẽ làm được. Và cái điều đó là một cái phần rất lớn để giúp em trở nên một người thành công ngày hôm nay. Và bây giờ Vân Đức và Ngọc Hoan cũng đi chia sẻ rất là nhiều cái lớp để cho mọi người cũng hiểu được cái giá trị đó. Dự định sắp tới của em là em sẽ mở một cái học viện, không có chỉ là hoàn thiện cái thế giới bên ngoài của mình, mà mình còn hoàn thiện cái nội tâm bên trong nữa. Và cái điều đó em đã học được. Em cũng có chia sẻ một chút là lúc trước năm 29 tuổi em đã thành công, nhưng mà lúc đó là em cũng cảm thấy mình không hạnh phúc, nên là vô tình em mới biết được cái học viện của cô Xuân Trang là cái chỗ đó là chuyên đào tạo người mẫu và diễn viên và những doanh nhân thành đạt. Khi em tham gia cái lớp ở đó thì em muốn tìm lại con người bên trong của mình. Thì mình không biết là em thiếu cái gì, thì lúc đó em mới học ra được là bài học chữ lành. Chữ lành đứa trẻ bên trong, em không biết thương mình. Nên là khi mà em học được điều đó thì em cảm thấy hạnh phúc và em càng thành công hơn nữa. Tới năm nay em muốn ấp ủ mở một cái gì đó để mà trao giá trị đến cho cộng đồng. Còn mà nếu mà nói mà làm mà để kinh doanh mà kiếm tiền á, thì em có nhiều cái sự lựa chọn, không cần phải mở cái học viện này. Nhưng mà đến giờ phút này thì em nghĩ là cái sứ mệnh của mình phải làm được, và mình trao được giá trị gì đó đến cho mọi người. Bây giờ thì Vân thấy chị bắt đầu chia sẻ nhiều về cái giá trị sống, mang lại cái hạnh phúc, cái bình an và những cái sự phát triển cho những người phụ nữ. Chị đang tập trung và dồn lực rất là nhiều vào cái điều này. Dạ đúng anh. Thì em muốn chia sẻ một chút là cái khái niệm hoặc cái quan niệm sống của em. Cái quan niệm sống của em á, lúc trước á, là em chỉ nghĩ là nếu mà trong hôn nhân chỉ có tình yêu là đủ. Nhưng mà sau cái thời gian mà vấp ngã thì em nghĩ là cái yếu tố của một hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn thì không chỉ là yêu không là đủ, mà yêu rồi còn phải thông cảm, phải thấu hiểu, phải tôn trọng thì mới hạnh phúc. Mà trước hết nếu như bạn muốn đối phương tôn trọng mình, yêu thương mình, thì bản thân mình phải có giá trị cái đã. Nên là em mới muốn mở ra một cái học viện, cái chỗ đó là một cái chỗ để cho tất cả chị em hoàn thiện cả bên trong và bên ngoài. Và nhất là cái nội tâm ở bên trong của mình. Nhưng mà Vân quan sát từ đầu đến giờ Ngọc Hoan nha, Vân thấy cái sự quyết tâm, sự mạnh mẽ thì vẫn còn ở nguyên đó. Nhưng Vân vẫn có cảm giác gì á, chị ít có cười. Bây giờ thấy nụ cười rất là đẹp và sáng ạ. Nhưng mà từ đầu Vân cứ nghĩ như vậy à, nếu mà những người lính của chị Ngọc Hoan mà mỗi lần chị nghiêm khắc chắc họ sợ lắm.
Đôi khi thì em sẽ là hai vai. Nếu như mà môi trường đó là mình là một người sếp thì mình phải nên nghiêm khắc và ít nói, ít cười. Nhưng mà khi mà em xả vai, cái lúc đó là không phải ở công ty nữa thì em là một người rất là thoải mái. Mọi người mà mới gặp em thì nói là em có vẻ hơi lạnh lùng và khó gần. Chính xác. Vinh cảm nhận được là nó cũng là một cái tính cách riêng của chị. Tại vì từ nhỏ đó nó hình thành cái điều đó rồi. Qua những cái biến cố, qua những cái khó khăn và cả những hạnh phúc mà mình đang có, thì đến giờ Ngọc Hoan đúc kết gì cho bản thân của mình ở cái chặng đường tiếp theo? Slogan của em là tự lập, tự tin và tự chủ. Tự lập á, là một người phụ nữ là mình phải có sự nghiệp riêng. Tự tin là mình tự tin mình sẽ làm được. Tự chủ là mình tự chủ cái cuộc sống của mình. Nên là nếu như mà khi mà bạn mà tự lập được rồi thì cho dù thế giới có sập đổ đi thì mình cũng có thể sống được. Một người nào đó rời đi mình thì mình cũng có thể tiếp tục được. Những lúc mà khó khăn nhất á, thường chị sẽ ứng xử và đối lại với cái việc đó như thế nào? Khi mà có một cái vấn đề xảy ra và lúc nào em cũng nghĩ theo cái hướng tích cực hết á. Ví dụ như em thất bại, em nghĩ là đó không phải là thất bại mà là em nghĩ là đây là khởi đầu của sự thành công và đây là một cái bài học của em. Thì khi mà em vấp cái này rồi thì lần sau từ cái bài học này em sẽ rút ra kinh nghiệm và em sẽ thành công hơn ở những cái bước tiếp theo. Ngoài ra thì chị còn ước mơ điều gì cho những ngày sắp tới không ạ? Ước mơ của em á là làm sao mà em phải thật thành công. Tại vì khi mà nói như vậy thì mọi người nói là sao em ích kỷ quá. Nhưng mà thật sự nếu như mà em mà thành công rồi á thì em mới có nhiều cơ hội để em giúp cho nhiều các bạn có hoàn cảnh giống như em. Thì khi mà em gặp được một cái môi trường và một cái người sếp tốt thì cái người đó hướng cho em một cái con đường để cho em phát triển và em thành công. Và em muốn đáp ơn lại cái điều đó là em phải trở nên một người sếp thành công để em có cơ hội em tạo điều kiện đầu tư và phát triển nhân tài và đặc biệt là những cái người có hoài bão giống như em. Khoảnh khắc này thì một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị hạnh phúc và đặc biệt là tình yêu dành cho những cái dự án mà chị đang ấp ủ dành cho các chị em phụ nữ. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chị Ngọc Hoan rất là nhiều vì đã có mặt trong Khoảnh khắc cuộc đời ạ. Khoảnh khắc cuối này, nếu có những cái cảm xúc đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với bản thân mình, với người thân yêu của mình hay với cộng đồng thì Ngọc Hoan sẽ chọn cảm xúc nào để chia sẻ? Ngọc Hoan hãy đưa tay và chạm vào cảm xúc đó. Em muốn gửi đến những đứa con của em. Xin mời Ngọc Hoan. Dạ. Thông qua chương trình này thì mẹ muốn gửi lời đến ba đứa con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi con vì những cái khoảnh khắc, những cái thời gian, những cái tuổi thơ của con trải qua không có mẹ bên cạnh. Vì mẹ phải cuốn vào cơm áo gạo tiền. Và sắp tới mẹ có một sứ mệnh mới, một dự án mới. Có thể là mẹ sẽ không có nhiều thời gian dành cho các con, nhưng mà mẹ tin là các con sẽ ủng hộ mẹ. Mẹ muốn mang giá trị đến cho cộng đồng. Và mẹ tin rằng sẽ rất nhanh thôi, 1-2 năm nữa, lúc đó sự nghiệp hoàn toàn tự do, lúc đó mẹ sẽ có nhiều thời gian để mà dành cho con nhiều hơn. Cảm ơn các con đã luôn ủng hộ và lắng nghe mẹ. Cảm ơn Ngọc Hoan rất là nhiều vì giây phút này. Mình nghĩ là sẽ khó lấy được nước mắt của Ngọc Hoan ở trong khoảnh khắc cuộc đời. Nhưng đúng là chỉ có những người con thân yêu của chị mới có thể làm cho chị nhỏ lệ. Các con có quyền hãnh diện về một người mẹ rất là mạnh mẽ và yêu thương các con vô bờ bến. Hãy ủng hộ mẹ trong sứ mạng mới nhé. Cảm ơn Ngọc Hoan một lần nữa. Cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Đây là khoảnh khắc cuộc đời năm thứ tư và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.